Tập 15. Ai chà, cậu cũng tới đây sao? Ý anh là gì? Bố vợ tương lai của cậu làm đấy. Nói về việc đây là đất Mỹ, giới đầu tư quốc tế đều làm như vậy. Người đầu tư sẽ ngồi ở bên đó, còn những người tìm tới nguồn đầu tư sẽ ngồi ở đây. Mỗi người sẽ có 8 phút đồng hồ. Nhà phụ tương lai này của cậu cũng ghê gớm nhỉ. Tôi làm gì của nhạc phụ tương lai nào? Quả là có tiếng nói nhỉ. Tôi tên là Lý. Lý Kiệt. Năm nay tôi 27 tuổi. À, 28 tuổi. À không, 29 tuổi. Cậu đừng căng thẳng. Rốt cuộc cậu là bao nhiêu tuổi? 29 tuổi à? Xin lỗi, có thể cho tôi thêm chút nước không? Cá tắc xô bắt nguồn từ nước Mỹ. Nó cũng tốt, như Thượng Hải của chúng ta vậy. Giống nhau. Các anh cũng biết đó. Tại sao tôi lại phải nói về tắc xô? Bởi vì mẹ của tôi bị một loại bệnh. Tôi đang kinh doanh sản phẩm tương ớt của người gì. Đây là của mẹ, của mẹ, của mẹ, của bà tôi truyền lại. Công thức đã được sáng tạo và truyền lại từ thời nhà Thanh. Mùi vị rất tuyệt, vừa thơm vừa cay. Mọi người hãy thử đi ạ. Tôi không ăn tương ớt. Xin lỗi, xin lỗi. Mời chị, mời chị. Cảm ơn nha. Cái gì là đắt đỏ nhất ở thế giới tương lai? Là thời gian. Loài thời gian nào có nhiều thời gian nhất? Người không có tiền. Lúc đó, khái niệm đầu tư mạo hiểm mới du nhập vào Trung Quốc, dường như đã mở ra một cánh cửa về thế giới mới. Những danh từ đẹp đẽ đó, những truyền thuyết khiến thế giới đầu tư phải lặp lại nhiều lần, đã khuấy động tinh thần của những nhà đầu tư dân gian. Nhà đầu tư, một danh từ cao cấp như vậy. Những người đó như bá nhạc, cũng là những người lãnh đạo sẽ cung cấp tiền và tài nguyên. Cảm giác khống chế ở trên cao này khiến cho những doanh nghiệp nhỏ vốn không hiểu thế nào là đầu tư, vô cùng mơ hồ. Michel Lý Dương, sếp Âu Dương, thật ngại quá. Vì vấn đề nguyên liệu của chip mà lần trước cô nói, chúng tôi không có hứng thú lắm. 8 năm mới thu hồi được vốn, 13 năm mới có thể có lợi nhuận. Chuyện làm ăn này nên làm thế nào đây? Nhưng sau khi họ có lợi nhuận thì sẽ gấp 300 lần đó. Hay là thế này, cô thấy đó, ngoại hình của cô tốt như vậy là từ Mỹ về, hay là làm tài chính đi. Cô suy nghĩ thêm đi. Sếp Hứa, sao vậy? Hôm nay thế nào? Cũng được đó chứ. À, vì này là sếp Âu Dương. Xin chào, xin chào. Xin lỗi cô, ban nãy tôi đang nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cô cũng làm lĩnh vực cho bán dẫn sao? Đúng vậy. Nhìn cô rất quen. Tôi là Michel Lý Dương. Michel Lý Dương của Acer sao? Công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới cũng thiếu tiền sao? Không phải tôi kêu gọi được đầu tư, chỉ là không kêu gọi được đầu tư ở đây thôi. Thực ra Acer đã quyết định đầu tư cho tôi rồi. Có điều, thôi từ bỏ đi. Chứ để bọn họ đầu tư cho tôi, có lẽ là người sếp trước đây của tôi là người hiểu tôi nhất rồi. Giống như người hiểu nhất thực lực của Lệnh Thông, chắc chắn là Ryan. Xem ra cô cũng rất hiểu chúng tôi. Lê Đông Thăng, để tôi giới thiệu nha. Đây là sếp Dương. Chào sếp Dương. Rất lợi hại đó. Mấy năm trước 600.000 nhân dân tệ, rồi làm một trang web. Khi bán sang tay, giá đã lên 1 triệu. Mà 1 triệu USD đó, nghe nói cậu lại làm một trang web khác rồi. Đúng vậy. Tôi nghe nói rồi. Chỉ mua sắm mấy thứ xung quanh đã hết trơn 200 triệu. Con gái của tôi là người của Hồng Mộc Capital ở Thượng Hải. Bọn họ sắp thành lập một quỹ chuyên về các dự án máy tính.
Con gái tôi rất coi trọng cậu. Nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn nhỉ? Trước mắt thì vẫn chưa ạ. Tôi có biết tiểu thư Âu Dương Tử Hạ. Có rất ít các cô gái Trung Quốc có thể đạt đến trình độ này trong giới đầu tư mạo hiểm ở Mỹ đó. Trước mắt đã vượt xa rồi. Dung mạo của cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Mắt kính của ông anh này bóng thật đấy. Thế thì gặp nhau đi, được không? Anh đoán xem, anh ta tốt nghiệp trường nào? Trường Quản trị Kinh doanh của Thanh Hoa, khoa biểu diễn Học viện Hí kịch phía Bắc. Khoa biểu diễn. Xem ra khá giống diễn viên đó. Đáng tiếc là cô không học ở đó. Cô xinh đẹp như vậy, nếu còn học ở đó thì còn gì để nói nữa. Quả nhiên là Lê Đông Thăng trong truyền thuyết. Thật là biết ăn nói. Cảm ơn cô. Đông Thăng tôi không kêu gọi đầu tư. Đùa sao? Cho tôi chút dừng mai đi. Hiệp hội các nhà tin tức trên toàn Trung Quốc, Hiệp hội Internet của Trung Quốc, Báo Điện tử Nhân dân, Báo Điện tử Tân Hoa Xã cùng 17 đơn vị khác đồng tổ chức Báo Điện tử Nhân dân đã đưa việc mô phạm quả bản quyền truyền thông Internet lên một bước mới. Đồng thời, trang tìm kiếm Sohu cũng sẽ tuyên bố tối đa hóa lợi nhuận trên mọi phương diện. Vào đi. Sếp Lê, đây là báo cáo tài chính của tháng này. Tiểu Dương, hiện nay trong sổ sách còn 4.820.000. Chắc sẽ nhanh chóng có khoản chuyển vào thôi. Nếu không thì không thể chống chọi được quá 3 tháng đâu. Rút cho tôi 800.000 trước đi. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi đi. Alo. Alo, là tôi đây. Lâu lắm không gặp. Cậu ngủ ngon không? Mới buổi chiều mà. Ngủ gì chứ? Cậu thì sao? Chuẩn bị ngủ chưa? Chưa. Tôi đang trên đường đến nhà Hoàng Lâm Hy. Bây giờ sao? Muộn vậy? Tôi vừa tan làm. Tới đây chào tạm biệt sao? Hay là tạm biệt trong thời gian ngắn? Sao cậu biết? Ê chà, tôi vẫn quan sát cậu mà. Nghe nói cậu sắp về nước rồi, phụ trách các quỹ dự án chuyên ngành của Hồng Mộc Capital. Chuyện này có thật không? Tin tức của cậu cũng nhanh nhỉ. Bố tôi nói phải không? Đúng vậy. Tôi đã tình cờ gặp ông ấy. Ông ấy còn giới thiệu cậu. À không, phải là trao bán cậu với một anh chàng đẹp trai. Trước đây học ngành biểu diễn, bây giờ thì làm Internet. Bố tôi càng ngày càng hoang đường rồi. Đừng nói về bố cậu như vậy. Anh ta cũng đẹp trai mà. Dường như cậu rất thích khi nói vậy. Cũng phải có lúc chứ. Bất cẩn nên ghen mất rồi. Nếu như cậu nói như vậy, ngược lại khiến tôi hơi tò mò về sếp Dư kia. Tò mò gì chứ, đừng trêu tôi. Khi nào thì cậu về? Tôi và Hải Triều Lâm Hy sẽ cùng về. Tôi nhớ là cậu từng nói, khi mà cậu trở về lần nữa thì cậu sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò của hai ta. Tôi nói vậy lúc nào? Cậu từng nói vậy mà. Cậu nói với Lâm Hy, Lâm Hy nói lại với Hải Triều, Hải Triều nói lại với tôi. Cậu nghe tin tức qua mấy cậu như vậy đó sao? Có còn chuẩn không đó? Hoàn toàn chuẩn xác. Muốn nói chuyện với cô xinh đẹp sao? Nhìn này cái chân nhỏ xinh, đáng yêu quá. Ba người các cậu đừng nhìn nữa. Đúng đó, mà qua đây ăn chút gì đó đi. Cậu xem nó ngậm chân này. Cậu nên giảm cân đi thôi. Ngủ đi nha, đáng yêu quá. Đi nào đi nào. Ngoan ngoãn ngủ đi nha, được không? Hải Triều dường như càng ngày càng chu đáo rồi. Còn có cả nến nữa sao? Đúng vậy, tôi còn đặc biệt chọn rượu vang cho các cậu nữa. Lâm Hy à, được rồi, em qua đó đi. Qua đây nào, qua đây. Ba người nói chuyện đi. Bố con đây rồi. Được rồi, để anh trông con nha. Em qua đó đi, nào, qua đây. Nào, công chúa nhỏ.
Nào uống đi chứ. Cậu đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Ngưỡng mộ thật sao? Tôi nói cậu nghe này, khi mà cậu bắt đầu có suy nghĩ này thì chứng tỏ cậu có gì đó mới rồi, đúng không? Thủy này, cậu xem cậu cười như thế kia, chắc chắn có gì đó rồi. Có phải là Lê Đông Thăng không? Nguyên Ương làm nóng tình cảm sao? Làm nóng gì chứ, chúng tôi còn chưa bắt đầu mà. Cậu ta cứ như vậy để tán tỉnh cậu, chắc chắn là đã biết cậu sắp về nước rồi, muốn lấy được khoản đầu tư của bên cậu, đúng không? Tôi đoán trúng rồi sao? Tôi làm đầu tư trên mạng internet mà. Lệnh thông của họ là chế tạo chip mà. Khi về nước tôi sẽ tiếp tục phát triển thế nào tôi còn chưa biết nữa. Đừng mà, đừng mà. Tuyệt đối đừng đầu tư vào lệnh thông nha. Giới đầu tư có một quy luật bất thành văn, là nhà đầu tư và CEO của doanh nghiệp được đầu tư không được có quan hệ yêu đương. Nếu không thì sẽ thành cái gì chứ? Không đầu tư thì thôi. Hơn nữa, lần này chúng tôi thử nghiệm thành công như vậy, mọi người đều biết mà, chúng tôi không thiếu tiền đâu. Thật sao? Thật mà. Vậy nếu đã không thiếu tiền thì sếp Hải Triều của chúng ta có thể cho mỗi vị phu nhân một khoản hỗ trợ không? Không cần nhiều, mỗi tháng 1.500.000 USD, coi như là để cho họ tìm người ở thung lũng Silicon nuôi con nhỏ. Vậy thì lại càng không có vấn đề. Trước đây khi anh chưa có con thì không cảm thấy việc nuôi con khó như vậy. Sau này có con rồi, lại cả công việc nữa, thì anh đã phát hiện ra anh đã thực sự kiêm nhiệm một lúc cả hai công việc toàn thời gian. Ngay cả thời gian để xả hơi cũng không có. Lát nữa anh gọi điện cho Đông Thăng, lập tức chuyển tiền ngay. Cảm ơn sếp Hải Triệu. Cảm ơn vợ yêu của anh. Tảng đá lớn trong lòng tôi coi như đã được nhấc đi rồi. Ngon thật đấy. Cục cưng bé bỏng. Tốt quá. Tốt sao? Cậu và Đông Thăng cũng sẽ tốt như vậy. Có điều sắp được về nước rồi, có cần phải chuẩn bị gì đó? Đồ gỗ bằng tơ tằm gì đó. Hoàng Lâm Hy, ngày nào cậu cũng nghĩ mấy thứ này, không phải rất hay sao? Cậu xem cậu ấy kìa, đồ gỗ bằng tơ tằm. Khi chúng ta vừa kết hôn, không phải lúc nào em cũng mặc cái đó cho anh xem sao? Ôi trời, tôi thấy cũng không có ít lắm đâu. Không phải cậu đã đi tắm nước lạnh sao? Sao cậu lại biết chuyện này? Em nói với cô ấy sao? Quá đáng vậy. Mong là khi tôi và Hải Triều về nước, chúng ta có thể thường xuyên tụ tập nói chuyện. Tốt nhất là cậu cũng mau sinh một đứa đi, để cho bọn nó cùng nhau chơi, cùng nhau lớn. Đúng đó, hai nhà chúng ta chơi với nhau vui biết bao. Hơn nữa, cuộc sống tình cảm ổn định cũng giúp ích rất lớn cho Lê Đông Thăng để trở thành một CEO tốt. Mọi người đừng nghĩ lung tung nữa. Sinh thần bát tự con còn chưa xem mà các cậu đã lo đến chuyện con cái rồi. Có gì đâu, muốn có là được thôi. Nào nào nào, cho anh uống một ngụm giới, thưởng cho anh này. Mọi người nói đi là đi. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Đâu phải là chúng tôi đi hẳn đâu. Đúng đó, đến Trung Quốc thăm chúng tôi đi. Được, đương nhiên rồi. Chỗ này chắc mắc lắm nhỉ? Đúng vậy, không rẻ đâu. Nếu là một người Bắc Kinh thì chắc sẽ thấy khó hiểu, nhưng cậu lớn lên ở Thượng Hải nên chắc sẽ thích. Dây dán tường này mới dán sao? Là tôi tự dán. Thượng Hải ẩm ướt như vậy, dán dây dán tường làm gì? Bên anh cũng ẩm ướt mà. Cái này đặt từ bên anh về đó, để chống ẩm rất tốt. Màu tím cũng khá thú vị đó. Anh biết là em thích màu tím. Anh biết cũng nhiều quá nhỉ. Anh còn biết nhiều việc mà em không biết cơ.
Đông Thăng hôm nay lạ lắm. Có lẽ là vì gặp được Tứ Hạ rồi. Anh thấy không phải vậy. Vậy thì là gì? Em nói xem, liệu Đông Thăng có tiếp tục đi con đường cũ của cậu ấy không? Ông xã à, Đông Thăng là CEO mà anh chọn, anh nên tin tưởng cậu ấy. Thôi, đi ngủ nào. Anh đang làm gì vậy? Vậy rồi sao? Anh đang làm một trang web với mấy người bạn. Trang web sao? Hiện nay đã không còn ai đầu tư vào Di Mạch nữa rồi. Muốn kiếm được tiền thì phải làm Internet. Có đúng không? Chuyện trước đây của Diễn Hàng cũng biết rõ, trên mạng bình luận rất khó nghe. Bây giờ thì sao? Thị trường chính là như vậy. Nhưng thử nghiệm của Hải Triều không phải đã thành công rồi sao? Vậy thì đã sao? Những máy móc của người nước ngoài chỉ đợi chúng ta khấu hao hết trên sổ sách thôi. Bọn họ lấy tháp nhập vào. Em giống như Lâm Quang Diệu này, cùng lắm chỉ làm thúc đẩy sự cạnh tranh giữa bọn anh thôi, chưa vào đâu. Đến cuối cùng thì người kiếm được tiền chỉ có anh ta và bố của em thôi. Tiếc A Thổ, có biết cái gì đâu, chỗ này hay thì xen vào. Nhưng mà làm Di Mạch trước giờ không phải đều là ước mơ của Hải Triều sao? Có ước mơ thì ghê gớm lắm hả? Ước mơ của cậu ta cũng cần tiền thực hiện. Bây giờ mạng Internet là xu hướng. Ngay cả Cao Thịnh, Thâm Lâm, bao gồm cả Hồng Mộc Capital cũng thành lập quỹ chuyên ngành Internet. Còn Di Mạch sao? Làm gì có, nói em nghe. Nếu như anh có cách thì sẽ không làm việc như giả tràng xe cát cả ngày đâu. Anh không làm được thì những người khác cũng không thể. Tự do tài chính, tư vấn tài chính. Cụ thể thì sao? Cụ thể sao? Cụ thể thì anh có cách của anh. Vậy thì anh định bao giờ nói với Hải Triều? Bạn Trương Hải Triều, chỉ cần cứ làm tốt cái thí nghiệm là được rồi. Đồng Thăng à, em cảm thấy anh biết là em không tin anh. Em đâu có nói là không tin anh chứ. Em nghe anh nói này, để có thể giúp Trương Hải Triều làm Di Mạch thông tấn, cũng là để tìm một con đường máu trên cái thị trường khốc liệt này. Anh quả thật là đã lao tâm khổ tứ. Em biết. Em biết rồi hả? Vậy chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi xem đoàn đội mà anh thành lập. Anh đang kinh doanh một quán net sao? Chứ sao, sinh viên của khoa máy tính, những người có khả năng hầu như anh đã gọi tới đây. Chỉ là tốc độ mạng quá chậm. Nhưng trước mắt với số tiền ít ỏi thì chỉ có thể làm gì? Đợi anh lấy được khoản đầu tư thì sẽ thay đổi môi trường này. Nhưng mà thực ra Hồng Mộc Capital bọn em. Tiểu Lưu, làm gì thế? Vừa nước ngọt lại vừa cà phê. Cậu muốn bị bệnh tim sao? Sếp à, em không uống thì em không trụ được. Thế nào rồi? Lượt truy cập trong tháng này của chúng ta đã vượt qua ngưỡng 500.000 lượt rồi. Người dùng đăng ký cũng tăng lên 70.000 người. Càng ngày sẽ càng tăng nhiều đó. Tránh thị chớp mắt chút đi. Dần cảm ơn sếp. Anh nói người ta mà anh cũng uống nhiều cà phê như vậy, tối không ngủ được đâu. Sếp Lê, đây là văn bản của đoàn luật sư phía Trung Quốc của công ty bảo hiểm gửi tới. Đúng là đang nghĩ cái gì thì cái đó tới. Khởi tố anh sao? Giỏi quá nhỉ. Em cảm thấy chúng ta thực sự cần nói chuyện rõ ràng. Nói gì chứ, anh đi tắm cái đã. Hôm nay có người muốn kiện trang web của anh rồi. Có kiện cáo thì mới có hot chứ. Chuyện tốt mà. Chuyện tốt sao? Em thực sự không hiểu cách anh kinh doanh. Có người muốn kiện anh lại là chuyện tốt sao? Vậy thì có khác gì so với trước đây chứ? Bọn anh làm về mạng Internet không giống với những doanh nghiệp bình thường. Bọn anh cần độ hot. Bọn anh cần phải kể các câu chuyện cho nhà đầu tư. Đương nhiên là phải kể thật hay. Theo như anh nói thì làm ăn không cần những gì thật, chỉ cần độ hot, chỉ cần các câu chuyện thì là được, đúng không? Vậy thì hôm nay có người tới công ty đòi kiện, thì có phải chúng ta nên mở sâm banh ăn mừng không? Quả thực anh không sợ làm lớn chuyện này đâu. Chuyện càng lớn thì càng được truyền thông chú ý, cứ vậy sẽ có tiền. Thậm chí là em có thể hỏi sếp lớn của bên Hồng Mộc Capital của các em, xem ông ấy có hứng thú với mạng Internet của bọn anh không. Ngoài ra anh đã lên bản tin của Nhật Báo Hồng Kông, ngày mai sẽ có nhiều tin hơn nữa. Mọi người cứ chờ đi. Em bé tè rồi. Sao cậu không tìm một cô giúp việc? Tìm giúp việc làm gì chứ? Bây giờ là lúc con gái tôi cần tôi nhất. Sau này đến khi công việc bận rộn thì không còn thời gian ở bên cạnh nó nữa rồi. Đến lúc đó thì nhờ bố mẹ tôi tới.
Ngưỡng mộ cậu thật đấy. Ngưỡng mộ tôi sao? Không phải cậu cũng sắp rồi sao? Đồng Thăng thế nào? Tốt chứ? Vui không? Lâm Hy, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Hệ thống thời gian và hệ thống điện cần phải được tối ưu hóa hơn. Như vậy có thể thêm một bước giảm thiểu hao phí. Hải Triều, Lâm Quang Diệu tới rồi, nói là muốn tìm cậu. Sếp Quang Diệu, xin chào. Ngồi đi, ngồi ở sofa. Làm bố đòi thấy thế nào? Tốt ạ. Rất tốt ạ. Chắc tốn thời gian lắm nhỉ? Dạ. Thời gian rảnh đều dành cho con bé. Trước đây khi chưa làm bố thì không biết, sau khi làm bố thì mới phát hiện ra con là con mình. Đúng là như tính mạng của mình vậy. Uống nước đi. Cảm ơn cậu. Vì thế, ngay cả chuyện Lê Đông Thăng mở bộ phận Internet ở Lệnh Thông, cậu cũng hoàn toàn không biết. Bên ngoài đã đồn rộng rãi rồi. Họ nói rằng Đinh Thông sắp chuyển thành một doanh nghiệp làm Internet. Nhìn bộ dạng của cậu, có vẻ đã hoàn toàn không biết gì. Tại sao tôi lại tới tìm cậu trước? Chính là vì tôi biết chắc chắn là một mình Lê Đông Thăng bày ra. Ăn cây táo đào cây sung. Hai triệu này tôi nói thẳng nha, từ trước tới giờ tôi đầu tư vào Đinh Thông chủ yếu là vì cậu. Tôi trước giờ chưa từng thích Lê Đông Thăng, mà bản thân Lê Đông Thăng lại một lần nữa dùng hành động chứng minh cậu ta chẳng đáng tin cậy chút nào. Đông Thăng này làm một trang web sao? Đúng vậy. Chủ yếu là gì? Quả thật không kiếm được vốn đầu tư. Nguyên nhân cậu cũng biết đó. Muốn dùng tiền kiếm được trang web để bù cho Lệnh Thông đúng không? Cậu ta thông minh thật. Vậy thì tôi phải xem kỹ, để sau này còn có đề xuất các ý kiến với cậu ta. Gần đây anh ấy còn dính vào vụ Kiện Tụng, cậu biết không? Thật sao? Kiện Tụng cũng không sao cả. Kiện Tụng thì có đồ hot. Y Biêu không phải cũng dính vào Kiện Tụng sao? Khoan, chuyện này anh ấy giấu Trương Hải Triều đó. Chắc chắn là cậu ta phải giấu Hải Triều rồi. Hải Triều trước giờ chỉ tập trung chú ý vào một thứ, làm sao có thể chấp nhận hành động này của cậu ta? Nhưng anh ấy cũng không thể giấu mãi được. Giấu được bao lâu thì cứ giấu thôi. Đến lúc đó thì anh ấy cũng tiêu tiền rồi. Internet cũng thành công rồi đúng không? Còn gì mà nói nữa đâu. Đây là trang web của Đông Thăng. Đúng vậy. Nghe nói là đã lấy mấy người trong bộ phận của cậu để hướng dẫn các sinh viên làm suốt ngày suốt đêm để ra sản phẩm. Giao diện cũng được đó. Cậu đứng về phía cậu ta sao? Tôi nói cậu nghe, nếu bây giờ cậu ta vẫn không bàn bạc với tôi rồi lại làm Internet, thế là thế nào? Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Có điều, nếu điều kiện anh đưa ra đủ thì tôi tin là cậu ấy cũng không có chuyện này. Bất cứ chuyện gì đều có thể bàn bạc mà. Trương Hải Triều, tôi vẫn nói câu đó. Sở dĩ tôi đầu tư vào Lệnh Thông hoàn toàn là vì cậu. Tôi không tin tưởng Lê Đông Thăng. Anh Châu thì không còn lời nào để nói với cậu ta nữa. Những gì mà trước đây cậu ta làm ở Mỹ vô cùng mất mặt. Chính vì quá khứ của cậu ta nên việc tiếp cận vốn của Lệnh Thông mới khó khăn. Nếu như đã trở nên khó khăn thì tôi là nhà đầu tư, tôi đề ra điều kiện hơi hà khắc cũng là hợp lý mà, phải không? Kết quả cậu thấy đấy, cậu ta còn giấu mọi người làm những việc khác. Sếp Quang Diệu, tôi vẫn nói câu đó. Hãy tin tưởng vào CEO của Lệnh Thông chúng tôi. Dù làm bất cứ chuyện gì, cậu ấy cũng sẽ có lý do. Tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Tôi đợi tin tức của cậu. Làm gì thế? Thơm quá. Cái này có gì thơm đâu. Qua này đâu có thơm. Anh nói là em thơm đấy. Ai vậy? Để anh xem thử. Được đó nhỉ. Bố, con còn nhớ đến người bố này sao?
Thế nào? Con định cứ sống chung một cách phi pháp thế này sao? Sao bố lại nói khó nghe như vậy? Bố nói con gái bố như vậy sao? Thế nào là sống chung bất hợp pháp chứ? Vậy thì lấy một bản hợp đồng sống chung hợp pháp cho bố xem. Ý của bố là bố đồng ý rồi sao? Bây giờ ý kiến của con lớn nhất, bố dám phản đối sao? Bố bớt dùng điều đó đi. Không phải là bố thấy dạo gần đây Đông Thăng làm ăn được, cũng khá phù hợp với hình tượng một ông chủ doanh nghiệp lớn rồi, nên bố mới đồng ý thôi. Mấy lời đồn đại thì bố không tin, phải tận mắt trông thấy. Chú à, nếu như chú vẫn chưa yên tâm thì cháu mời chú xem qua trang web của cháu. Đúng vậy, lát nữa Hoài Lâm Hy cũng qua đây, vừa lúc để Đông Thăng cho mọi người thấy là gần đây anh ấy làm những gì. Còn bé tới làm gì? Đến để xem trang web chứ còn làm gì. Được, để xem. Xem nào. Đúng là rất tốt đấy. Đây là trang web đầu tiên của Trung Quốc, tư vấn về tài chính có cả song ngữ, Trung Anh. Trang web đơn giản gọn gàng, thao tác tiện lợi, làm tốt lắm. Lâm Hy nói đúng, làm tốt lắm. Vậy thì bước tiếp theo định làm thế nào? Nâng cao độ hot, tiếp tục đầu tư. Nâng cao độ hot sao? Vẫn dựa vào sự giúp đỡ cơ mật của nội bộ của mấy công ty nước ngoài đó à? Sao vậy, sao vậy, sao vậy? Vậy chúng ta có nên tìm một luật sư? Cậu làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, tôi đã tính cả rồi. Con gái, làm tốt như vậy thì bên Hồng Mộc Capital của con có thể đầu tư mà. Hồng Mộc Capital đâu phải con mở ra. Có điều gì việc đầu tư thì có thể xem xét. Nếu như có thể đầu tư thì phải phía các cậu sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu không? Ví dụ như tách bộ phận di mạch ra. Chắc chắn là tôi sẽ không đồng ý. Tới đây. Sao lại không đồng ý? Không còn sớm nữa. Bố biết là ở gần đây có một nhà hàng món Thượng Hải rất ngon. Bố mời các con. Lâm Hy, cho thấy sao? Lâm Hy đi đi. Thái Triều, xin lỗi thưa ông, món sườn xào chua ngọt hết mất rồi. Hết sườn rồi hay là hết đường và giấm? Tôi đùa thôi, đùa thôi. Món tôi gọi đủ rồi chứ? Đủ rồi à? Được, vậy cứ thế đi. Cảm ơn. Chắc chắn là hết sườn rồi. Vận hành một công ty, phần sườn chính là tiền. Nếu như không có tiền thì có đường, có giấm cũng vô ích thôi. Bố à, bố đừng nói nữa. Ông xã à, trước đây trên sổ sách cũng không còn lại bao nhiêu tiền, cũng chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Chưa chắc đã đủ để phát lương tháng sau. Đông Thăng là gì muốn lo cho anh? Vì thế em cũng ủng hộ anh ta sao? Em lo cho anh bị phân tâm. Bây giờ anh không thể phân tâm nữa rồi. Lâm Quang Diệu đã tìm tới anh rồi. Rõ ràng anh ta muốn đi gián chúng ta mà. Tôi biết. Vì thế trước mặt anh ta tôi đã nói đỡ cho cậu. Hai triệu, cho dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn sự tin tưởng của cậu. Đồng thân này, nếu như cậu thực sự muốn tôi tin thì hãy giải tán bộ phận internet đi. Sao có thể như vậy được? Thật không ngờ hôm nay anh qua đây là đem đến một tin tức tốt. Tôi còn nhớ năm đó, tôi cứ như một tập đoàn đòi nợ vậy, cứ tới là đòi anh tiền. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh đã nói với tôi cần 10 tỷ. Ôi trời đất ơi, làm tôi hết hồn mà vẫn không ngồi xuống được. Cái ghế đó hình như có đinh vậy. Khi đó phía đầu tư quả thật gây cho anh quá nhiều áp lực, hơn nữa lại làm khó anh. Có điều bây giờ chúng ta có thể cho họ một câu trả lời rồi. Công ty sản xuất di mạch Hoa Nguyên sắp niêm yết rồi. Cái này gọi là cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Anh còn nhớ không, 4 năm trước trong hội nghị lần về 15 chiến lược phát triển về điện tử, các lãnh đạo đã nói như thế nào không? Nói là muốn dùng thời gian 5 năm xây dựng 2 dây chuyền sản xuất tấm in. Thực ra khi đó phương án này đã rất lớn rồi, bởi vì dù sao chúng ta vẫn phải chịu cám dẫn của phương Tây, lại vừa trải qua thất bại của công trình 9-8.
Nhưng điều khiến chúng ta bất ngờ nhất là chủ nhiệm Cương tới Thượng Hải, anh ta lại nói cái gì mà nói là trong vòng 15 năm Thượng Hải sẽ xây dựng được 10 dây chuyền sản xuất 8 inch. Khi đó chúng tôi còn tưởng anh ta nói mơ. Cuối cùng thì qua thời gian 16 năm huy động lực lượng toàn quốc xây dựng được một dây chuyền. Đúng vậy. May mà chủ nhiệm Khương đó gặp được tôi. Đúng không? Đúng vậy. Ai bảo anh là đại kiến trúc sư xây dựng chứ? Tôi đùa thôi. Tôi cảm thấy con đường điện tử ở Thượng Hải chủ yếu là để xây dựng một nền tảng vững chắc. Nói thế nào nhỉ? Tôi đã tới Hồng Kông. Phía Hồng Kông coi thường chúng ta, vì thế không cho tôi thuê đất. Kết quả là tới Thượng Hải, lãnh đạo của thành phố Thượng Hải đưa tôi đi khảo sát ở khu phố Đông. Hơn nữa còn nói với tôi, đất ở phố Đông, anh nhìn thấy mảnh nào thì cứ chọn mảnh đó. Chỉ với một câu nói đó đã kéo tôi tới đó đấy. Các lãnh đạo thường hy vọng trong nhiệm kỳ của mình có thể làm được điều đó. Hơn nữa có thể nghiệm thu, ví như ngành bất động sản. Có điều, dự án này của chúng tôi làm thì khác. Bởi vì trong thời gian ngắn, quả thực là không thể thấy được thành quả của nó. Đúng vậy. Các lãnh đạo quả thực cũng không dễ dàng gì. Nên bằng lòng, người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát. Nói một câu thật lòng, cũng là vì anh nên mới thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta đã tránh được những vấn đề trước đây, lại không bị cấm vận của phương Tây nữa, nên mới có ngày hôm nay. Mất dây chuyền sản xuất 8 inch này mới khiến việc niêm yết trở nên khả thi. Điều là nhờ anh đã tập trung được các nguồn vốn địa phương, cố gắng kiên trì suốt một thời gian dài, nhưng lại chưa thấy được con đường điện tử. Không phải sao? Không còn gì nuối tiếc đó. Không đâu, không đâu. Anh nói vậy là sai rồi. Mỗi lần khi tôi nằm mơ, tôi hối hận nhiều lắm chứ. Vì sao? Đương nhiên rồi. Vậy mà tôi không biết đó. Hai triệu à? Hết xương rồi. Cậu bảo Đông Thăng biết bán cái gì? Là một món ăn mới là chuyện bình thường. Hai triệu. Cậu rất rõ mục đích tôi làm như vậy. Chúng ta phải sống đã chứ. So với việc sống bình thường thì tôi thích sống có lý tưởng hơn. Đây toàn là mấy câu sáo rỗng. Thế nào là có lý tưởng chứ không? Nếu quán đồ Thượng Hải không làm tiếp được thì đổi sang món thứ xuyên cũng được. Cho dù là món ăn Đông Bắc cũng được. Thì chỉ cần kiếm được tiền. Bố ăn đi. Hai triệu à? Mèo trắng hay mèo đen? Bắt được chuột thì đều là mèo ngoan mà. Một công ty tốt thì trên sổ sách không thể thiếu tiền được. Nhưng một khi đổi đường đi thì chúng ta có thể quay lại không? Vậy thì đừng quay lại nữa. Bố à, không phải bố còn có cuộc họp sao? Bố nên đi rồi đấy. Sắp tới giờ tắt đường rồi. Bố còn chưa ăn no mà. Bố đến đây rồi ăn tiếp thôi. Đến đây rồi lại ăn. Thật ngại quá. Cháu đi trước nha. Cậu thấy đấy. Đây là lý do vì sao trước giờ tôi không đồng ý. Một khi mở thêm ra, có thêm dục vọng thì tâm lý của con người sẽ thay đổi. Tôi sẽ kéo nó về. Hai anh nghe em nói này, có thể làm thế này được không? Em có chút thời gian, em sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách bán hàng mới. Đến khi chúng ta có đơn hàng thì giống của bộ gì mà sẽ có. Trong thời gian ngắn không thể có cách bán hàng mới đâu. Trong thời gian cậu sinh con, tôi đã nghe ngóng các doanh nghiệp điện thoại di động trong nước. Đây là top 10 nhà cung cấp điện thoại di động của Trung Quốc. Cậu xem đi. Hàng của cậu có chen vào được không? Trước mắt dư địa duy nhất của chúng ta chính là thị trường lắp đặt máy đồ rẻ để cho nông dân sử dụng. Những thứ máy lắp đặt này không cần kỹ thuật gì cao. Chúng ta không những phải cung cấp vi mạch mà còn phải hoàn thiện thiết kế của con đường điện tử. Chuyện này không cần tiền sao? Chúng ta không phải làm internet sao? Cậu muốn tôi đồng ý với điều kiện của Lâm Quang Diệu. Nhưng nếu có bất kỳ con đường nào khác có thể đi, tôi sẽ không chọn con đường này. Ngành chất bán dẫn vốn dĩ là một ngành cần đầu tư lớn. Thiếu tiền là chuyện bình thường. Dùng vi mạch để thu hút vốn là trách nhiệm của một công ty CEO chế tạo vi mạch như cậu. Thị trường mà trước mắt chúng ta còn phải đối mặt chính là vậy. Tất cả nỗ lực đều là vô ích. Đồng thằng tôi không lấy được đầu tư thì người khác đừng hòng lấy được. Đừng có võ đoán như vậy. Chưa biết chừng những nhà đầu tư đó chỉ là cảm thấy chúng ta. Cậu giỏi thì cậu làm đi. Nếu như cậu lấy được đầu tư
thì tôi sẽ từ bỏ. Cậu có làm được không? Tôi bằng lòng đánh cược, nhưng tiền đề là có chơi có chịu. Hai Triệu, tôi nghe nói cậu và Đông Thăng cãi nhau to vì chuyện mạng internet. Tôi nói cậu nghe, trang web mà Đông Thăng làm cũng đỉnh lắm đó. Cậu chưa xem sao? Có thể làm phiền mọi người xem bản vẽ này được không? Quang Thúc, các cậu nữa, nếu giáo sư Dương biết được vì mạng internet, trong khi đó bản thiết kế đẹp như vậy để trước mặt các cậu, vậy mà các cậu không hề có cảm giác gì, thì cô ấy sẽ mắng các cậu đấy. Internet kiếm được tiền mà, những việc như vậy để người khác làm đi, có thể tập trung vào chuyện chính không? Đông Thăng à, chú nói cháu nghe này. Người một lòng một dạ theo đuổi lý tưởng, trước giờ đều là chết không có chỗ chôn. Cháu thay mặt các anh em kỹ sư nói mấy câu ạ. À, bọn họ thực sự rất vất vả, vất vả lắm, bình thường đều không về nhà, cứ cắm rễ ở phòng thí nghiệm thôi. Có ích gì không? Có kiếm được tiền không? Mai mà cậu có lợi. Được rồi, đi này, chúng ta cạn gì con rể tôi. Nào nào nào, nào. Bà xã, bà xã, sao em lại nằm đây? Đừng để bị lạnh. Anh về rồi sao? Cả đêm em không ngủ sao? Chúng ta vào phòng ngủ đi. Không sao đâu, em hấp cho anh quả trứng. Nhưng nguội rồi, để em hâm lại. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, để anh giúp em. Người trong công ty đều rất ủng hộ Đông Thăng, người ngoài công ty cũng vậy. Tiết A Thổ và chú Âu Dương đã ăn mừng rồi. Bây giờ Đông Thăng không lý giải, em khá là bất ngờ đó. Với sự hiểu biết của em về Đông Thăng, nếu như cậu ta liều mạng làm internet tốt thì giá trị cũng sẽ nâng cao, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Em có thấy cậu ta sẽ quay lại làm Di Mạch không? Bề ngoài thì có, nhưng bên trong thì chắc cậu ta không muốn đâu. Tính cách con người đều như vậy mà. Nếu là em cũng sẽ như vậy. Bởi vì cậu ấy mà nhân viên công ty chẳng còn tâm trí gì nữa. Vì thế chúng ta phải nhanh chóng thay đổi tình hình. Em đang nghĩ rồi.
Có hai người có khả năng đầu tư cho chúng ta nhất. Một là Tiết A Thổ, một là Tần Vũ Đông. Tần Vũ Đông đã đầu tư vào kỹ thuật diễn hàng rồi. Bên trong công ty kỹ thuật diễn hàng có những gì chắc chắn là anh hiểu rõ nhất. Anh ta không làm lộ ra, chẳng qua là vì không muốn mọi người mất đi niềm tin với sự phát triển của ngành chất bán dẫn. Anh ta vẫn còn có tình nghĩa mà. Người như vậy rất có khả năng sẽ ủng hộ anh. Tần Vũ Đông đầu tư cho anh, Tiết A Thổ sao có thể không xuống tiền? Em gái tôi, sao em lại chọn chỗ này chứ? Ngon mà. Đây rồi. Cảm ơn ông chủ. Từ từ ăn nha. Ngồi đi. Uống nước này. Cảm ơn anh. Thái Triều à, cậu tới tìm tôi làm tôi rất bất ngờ. Trong lĩnh vực cho bán dẫn của Trung Quốc, anh là một người trong số ít các nhà đầu tư. Còn tôi là hy vọng trong tương lai của ngành cho bán dẫn của Trung Quốc. Chúng ta gặp nhau có gì lạ đâu. Nhưng cậu là CTO mà. Người đến tìm tôi nói về chuyện đầu tư phải là CEO chứ. Là một CTO mới có thể khiến anh hiểu rõ hơn về ưu thế của phương diện kỹ thuật của Lệnh Thông chúng tôi.